Vào rạng sáng ngày 19 tháng 7, một sự cố kỹ thuật nghiêm trọng đã khiến cho hệ thống Microsoft 365 bị tê liệt trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến hàng loạt các tổ chức lớn nhỏ trên toàn cầu, từ ngân hàng, hãng hàng không, đài truyền hình cho đến hệ thống y tế. Sự cố này đã gây ra tình trạng hỗn loạn trên diện rộng, hàng nghìn chuyến bay và dịch vụ đường sắt bị hủy bỏ. Trong đó, riêng tại Mỹ, đã có hơn 1.800 chuyến bay không thể cất cánh. Bên cạnh đó, nhiều dịch vụ công cộng và bán lẻ cũng bị gián đoạn, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống của người dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do sự cố kỹ thuật phát sinh sau khi công ty an ninh mạng toàn cầu CrowdStrike tiến hành cập nhật phần mềm. Theo thông tin từ Microsoft chia sẻ với SBC News, bản cập nhật của CrowdStrike đã vô tình khiến một số hệ thống công nghệ thông tin trên toàn cầu bị sập. Sự thống trị và rủi ro từ những ông lớn phần mềm. CrowdStrike được thành lập vào năm 2012 bởi cựu giám đốc của hãng phần mềm diệt virus danh tiếng McAfee, đã nhanh chóng vươn lên trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trong lĩnh vực bảo mật thế hệ mới, nổi tiếng với khả năng bảo vệ mạnh mẽ trước ransomware và các nguy cơ tấn công mạng khác. CrowdStrike được tin tưởng bởi hầu hết các tập đoàn lớn trên thế giới. Tuy nhiên, sự cố nghiêm trọng xảy ra gần đây đã phơi bày mặt trái của sự thống trị này. Một bản cập nhật lỗi từ CrowdStrike gây ra sự tê liệt trên diện rộng, ảnh hưởng đến hoạt động của vô số khách hàng, từ các ngân hàng, tập đoàn bán lẻ cho đến hệ thống y tế. Phản ứng của thị trường chứng khoán trước sự cố này diễn ra rất nhanh chóng. Cổ phiếu của CrowdStrike đã lao dốc tới 15% trong phiên giao dịch tại New York, khiến cho giá trị thị trường của hãng bốc hơi gần 8 tỷ đô la. Sự cố giống lên hồi chuông cảnh báo về rủi ro khi quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp phần mềm duy nhất. CrowdStrike hiện đang kiểm soát 18% thị phần trong thị trường phần mềm bảo mật điểm cuối Endpoint Protection, trị giá 12,6 tỷ đô, chỉ đứng sau Microsoft với 25,8%. Theo số liệu từ công ty nghiên cứu thị trường IDC, điều này đồng nghĩa với việc một lỗi nhỏ từ phía CrowdStrike có thể gây ra hậu quả khôn lường cho hàng loạt tổ chức trên toàn cầu. Minh chứng rõ nét nhất là sự hỗn loạn xảy ra tại các sân bay khi hệ thống của nhiều hãng hàng không bị tê liệt. Theo Reuters, nhiều hãng đã buộc phải chuyển sang làm thủ tục cho hành khách bằng tay, thậm chí chấp nhận cho hành khách lên máy bay chỉ với vé điện tử đã in. Sự cố sập mạng quy mô lớn này một lần nữa cho thấy nhiều tổ chức, dù lớn hay nhỏ, vẫn chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho các tình huống khẩn cấp khi hệ thống công nghệ gặp sự cố. Việc quá phụ thuộc vào một nhà cung cấp phần mềm duy nhất có thể trở thành điểm yếu chết người, khiến cho các tổ chức dễ bị tổn thương trước những sự cố bất ngờ. Khi vệ sĩ CrowdStrike vô tình gây ra sự cố toàn cầu. Theo Bloomberg, phần mềm bảo mật do CrowdStrike cung cấp hoạt động theo cơ chế hoàn toàn khác biệt so với các phần mềm diệt virus truyền thống. Trong khi các phần mềm cũ chỉ tập trung vào việc truy tìm dấu hiệu của phần mềm độc hại, vốn đã lỗi thời trước những cuộc tấn công mạng ngày càng tinh vi, thì CrowdStrike lại phát triển công nghệ phát hiện và phản hồi các mối nguy hại điểm cuối, EDR, tiên tiến hơn. EDR hoạt động dựa trên việc liên tục quét hệ thống máy tính để phát hiện mọi hoạt động đáng ngờ và tự động phản ứng. Để làm được điều này, phần mềm cần được cấp quyền truy cập sâu vào hệ điều hành cho phép nó can thiệp vào hoạt động của hệ thống. Tuy nhiên, chính khả năng can thiệp sâu rộng này lại trở thành con dao hai lưỡi. Trong nỗ lực bảo vệ hệ thống, EDR cũng có thể vô tình gây ra những lỗi nghiêm trọng. Sự cố sập mạng toàn cầu vào ngày 19 tháng 7 vừa qua là một ví dụ. CrowdStrike đã xác nhận rằng một bản cập nhật phần mềm bị lỗi nên đã khiến cho hàng triệu máy tính Windows của các công ty và chính phủ trên toàn thế giới tê liệt, hiển thị màn hình xanh chết chóc. Mặc dù CrowdStrike khẳng định sự cố là do lỗi trong bản cập nhật dành cho máy chủ Windows và không phải do tấn công mạng, nhưng hậu quả mà nó gây ra là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù được đánh giá là giải pháp hiệu quả để chống lại ransomware, nhưng chi phí cao có thể lên tới hơn 50 đô la mỗi máy, đã khiến cho EDR không được triển khai trên tất cả các thiết bị của một tổ chức. Thay vào đó, nó chỉ được cài đặt trên những máy tính quan trọng nhất, nắm giữ dữ liệu và ứng dụng then chốt. Điều này đồng nghĩa với việc, khi những máy tính VIP này gặp sự cố, toàn bộ hệ thống sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Theo Bloomberg, khả năng khắc phục hậu quả nhanh chóng phụ thuộc vào việc CrowdStrike có thể tự động triển khai bản vá lỗi hay là không. Nếu không, việc khởi động lại từ máy tính sẽ là một nỗ lực vô cùng tốn kém về thời gian và nhân lực. Trả lời phỏng vấn CNBC, CEO CrowdStrike, ông George Kurtz cho biết công ty đang nỗ lực tự động hóa quy trình vá lỗi bởi nhiều khách hàng đang gặp khó khăn với phương pháp thủ công. Tuy nhiên, theo giáo sư an ninh mạng Alan Woodward từ Đại học Surrey, các tổ chức bị ảnh hưởng từ ngân hàng, sàn giao dịch đến sân bay có thể phải mất nhiều ngày để hoạt động trở lại bình thường.
Giáo sư Woodward cảnh báo về quy mô và mức độ nghiêm trọng của sự cố. Hãy tưởng tượng ransomware đồng thời tấn công các tổ chức lớn nhất trên thế giới như cảng, bệnh viện, nhà ga. Tất cả đều bị tê liệt cùng lúc chỉ vì một tập tin nhỏ. Hậu quả kinh tế sẽ là vô cùng to lớn. Sự cố CrowdStrike là lời nhắc nhở đắt giá về mặt trái của công nghệ. Ngay cả những phần mềm được thiết kế để bảo vệ chúng ta cũng có thể trở thành nguồn cơn của những rủi ro khôn lường. Khi sự khép kín mang lại lợi ích bất ngờ. Mặc dù sự cố do CrowdStrike gây ra ảnh hưởng tới hàng triệu máy tính trên toàn cầu, nhưng có một điều đáng chú ý là lỗi chỉ xuất hiện trên bản cập nhật dành cho máy chủ Windows. Điều này đồng nghĩa với việc các máy chủ Mac và Linux hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Theo nhà phân tích Dan Ives của Wedbush Securities, việc 2,2 tỷ thiết bị iOS của Apple bình an vô sự trước sự cố an ninh mạng lần này là minh chứng rõ nét cho lợi thế của hệ sinh thái khép kín mà hãng này theo đuổi. Mọi thứ đều được kiểm soát chặt chẽ trong bốn bức tường của Apple Park, Ives chia sẻ với CNBC. Khác với Windows, hệ điều hành của Apple được thiết kế theo hướng đóng với quyền kiểm soát tuyệt đối thuộc về nhà táo. Từ iPhone, Mac cho đến tất cả các sản phẩm khác, Apple đều trực tiếp quản lý chặt chẽ quy trình bảo mật và cập nhật phần mềm. Ngược lại, Windows lại có hệ sinh thái mở hơn. Điều này dẫn đến việc hệ Windows có tần suất cập nhật thường xuyên hơn và thư viện phần mềm đồ sộ hơn hẳn so với Apple. Linux với hệ điều hành riêng biệt cũng không nằm trong tầm ảnh hưởng của sự cố CrowdStrike, CEO George Kurtz xác nhận trên X. Chính sự khép kín vốn thường bị chỉ trích là hạn chế trải nghiệm người dùng lại trở thành lá chắn thép bảo vệ Apple trong trường hợp này. Không giống như Microsoft, Apple hiếm khi hợp tác với các bên thứ ba như CrowdStrike. Theo Ives, điều này giúp cho Apple giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các công ty an ninh mạng bên ngoài, từ đó hạn chế rủi ro khi xảy ra sự cố. Trung Quốc miễn nhiễm trước sự cố toàn cầu. Mặc dù Trung Quốc đã đạt được những bước tiến đáng kinh ngạc trong lĩnh vực công nghệ, hệ điều hành Windows của Microsoft vẫn giữ vị thế thống trị tại thị trường tỷ dân này. Theo Rest of World, Windows hiện chiếm tới 80% thị phần hệ điều hành tại Trung Quốc. Chính vì mức độ phổ biến rộng rãi đó, sự cố lỗi Windows gây ra màn hình xanh chết chóc đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý trên các mạng xã hội Trung Quốc như Weibo. Vô số văn phòng doanh nghiệp nước ngoài trên khắp đất nước đã phải chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự cố hy hữu này. Tuy nhiên, bên cạnh những phiền toái, một số ít nhân viên lại tỏ ra biết ơn Microsoft vì đã vô tình giúp họ kết thúc tuần làm việc sớm hơn dự kiến. Cụm từ cảm ơn Microsoft vì kỳ nghỉ sớm thậm chí đã trở thành hot trend trên Weibo, kèm theo đó là vô số ảnh chụp màn hình lỗi xanh. Trên Xiaohongshu, nền tảng mạng xã hội tương tự Instagram tại Trung Quốc, nhiều người dùng than phiền về việc gặp khó khăn khi làm thủ tục nhận phòng tại các khách sạn quốc tế như Sheraton, Marriott và Hyatt ở nhiều thành phố lớn. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là các dịch vụ công của Trung Quốc hầu như không bị ảnh hưởng bởi sự cố sập mạng toàn cầu này. Trang web và các kênh truyền thông xã hội của Microsoft tại Trung Quốc cũng không hề đưa ra bất kỳ thông báo khẩn cấp nào. Tính đến 18 giờ ngày hôm đó theo giờ địa phương, không có bất kỳ báo cáo nào về sự cố cơ sở hạ tầng tại Trung Quốc. Trong khi đó, nhiều sân bay khu vực châu Á-Thái Bình Dương, từ Hồng Kông đến Australia, đều ghi nhận tình trạng gián đoạn hoạt động. Tờ South China Morning Post nhận định, khả năng miễn nhiễm đáng kinh ngạc của Trung Quốc trước sự cố Internet toàn cầu cho thấy quốc gia này giảm thiểu sự phụ thuộc vào các nhà cung cấp dịch vụ phương Tây như Microsoft hay là CrowdStrike. Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã triển khai một chiến lược bài bản thúc đẩy các bộ phận chính phủ và các nhà khai thác cơ sở hạ tầng quan trọng thay thế phần cứng và hệ thống nước ngoài bằng sản phẩm nội địa từ các ông lớn công nghệ như Alibaba, Tencent và Huawei. Đây chính là minh chứng cho cách tiếp cận chiến lược của Trung Quốc đối với các hoạt động công nghệ nước ngoài. George Kennedy White, chuyên gia an ninh mạng tại Singapore nhận định, tại Trung Quốc, Microsoft hoạt động thông qua đối tác địa phương 21VNet, đơn vị chịu trách nhiệm quản lý các dịch vụ độc lập với cơ sở hạ tầng toàn cầu. Chính thiết lập này đã giúp các dịch vụ thiết yếu của Trung Quốc như ngân hàng và hàng không tránh khỏi sự gián đoạn trên diện rộng. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên nhấn nút đăng ký bên dưới để ủng hộ nhóm nhé!